Thành Thoa xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Tử Vi Xem Tướng. Kính thưa quý vị, người xưa có câu nói nổi tiếng rằng mỗi năm quan trọng là mùa xuân, cuộc đời quan trọng là tuổi trẻ, mỗi ngày quan trọng là buổi sáng. Ý nhấn mạnh rằng có những thời điểm chúng ta cần phải tận dụng, nếu để nó trôi qua thì sẽ không lấy lại được nữa. Theo các danh y xưa, 10 phút đầu giờ mỗi khi thức dậy vào buổi sáng là thời điểm vàng để chúng ta chăm sóc sức khỏe. Nếu làm được 10 việc trong vòng 10 phút, điều kỳ diệu sẽ đến với sức khỏe của bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé! Mười phút vàng thay đổi cuộc sống. 1. Xoa nóng bàn tay. Khi bạn vừa tỉnh dậy, dùng hai tay úp vào nhau, xoa đều khoảng 300 lần cho đến khi tay nóng lên. Da lòng bàn tay đỏ hồng lên là được. Khi hai bàn tay hoạt động nhanh, cọ sát vào nhau nhiều lần liên tiếp sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm thức dậy ý thức của bạn, giúp cho toàn cơ thể của bạn như được đánh thức sau một đêm ngủ dài. Hành động này sẽ giúp bạn không phải làm một việc nguy hiểm ngay sau khi thức dậy, đó chính là lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường. Nguy cơ gây chóng mặt, choáng, thậm chí là ngất xỉu. Ngoài ra, khi xoa tay, các huyệt vị trên lòng bàn tay được kích thích có thể mang lại những tác dụng tích cực cho cơ thể như thông lục kinh, khỏe nội tạng, điều hòa âm dương và khí huyết, làm mềm khớp, thư giãn vai, giảm mệt mỏi và làm cho mắt bớt áp lực, thị lực rõ ràng hơn. 2. Chải tóc bằng tay. Bạn dùng lòng đầu ngón tay, không dùng móng tay, xoa bóp đầu từ chân trán lên đỉnh đầu, mát xa tiếp ra vùng sau đầu. Mỗi giây xoa bóp khoảng từ 2 đến 4 lần. Thực hiện đều trên cả vùng đầu trong 1 phút là có thể dừng lại. Việc dùng các ngón tay xoa bóp trên đầu có thể kích thích vỏ não, thúc đẩy sự trao đổi chất, cải thiện trí nhớ, làm tăng lưu lượng máu trong não, làm cho gốc chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, tóc sẽ dày lên, đen và sáng bóng. Trên đỉnh đầu chúng ta có huyệt bách hội, nếu thường xuyên xoa bóp huyệt này sẽ mang lại nhiều tác dụng lên toàn bộ vùng đầu, nơi tập hợp các kinh tuyến. Chải đầu mang lại tác dụng làm lưu thông các kinh lạc, điều chỉnh sự cân bằng của chức năng bên trong cơ thể con người, là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và tăng cường sức khỏe cơ thể. 3. Xoa bóp vành tai. Dùng các ngón tay của bạn, đặc biệt là ngón trỏ và ngón cái, xoa bóp day bấm vành tai từ trên xuống dưới, rồi lại ngược từ dưới lên trên, cho đến khi bạn cảm thấy tai nóng ấm lên, vành tai chuyển sang màu đỏ hồng. Thời gian tối thiểu là trong 1 phút. Vành tai được xem là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Có thể rất nhiều huyệt vị nằm trên vành tai. Nếu bạn chăm chỉ mát xa tai thường xuyên, có mang lại tác dụng khơi thông và nạo vét kinh tuyến, giúp máu lưu thông nhanh hơn, từ đó điều chỉnh các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. 4. Day bóp mũi. Bạn dùng hai ngón tay của mình bóp vào vành mũi, rồi vuốt mũi từ trên xuống dưới, dọc theo sống mũi, day bấm các huyệt xung quanh sống mũi, tổng cộng khoảng 50 lần xoa ấn như vậy cho đến khi có cảm giác thông mũi. Khi bạn sử dụng ngón trỏ xoa xoa vùng mũi có thể làm thông mũi, khai thông phổi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn vùng mũi, đường hô hấp, viêm phế quản. Không những thế, đây còn là hành động tuyệt vời giúp bạn phòng ngừa bệnh tim, xơ vữa động mạch. 5. Xoa rốn. Sử dụng lòng bàn tay của bạn để chồng lên nhau và xoa bụng
vùng xung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ. Xoa đều vùng bụng như vậy trong 1 phút. Việc xoa bụng xung quanh rốn nhẹ nhàng có thể giúp cho khí trong dạ dày và hệ tiêu hóa được lưu thông, thúc đẩy quá trình qua khí tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả hơn, đồng thời đào thải được những khí thải ra khỏi cơ thể. Mát xa vùng bụng vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy cũng sẽ phát triển thói quen tốt cho ruột, giúp làm tăng sự hoạt động của ruột, xả chất thải và trao đổi chất một cách dễ dàng. 6. Hóp chặt bụng, nâng thắt hậu môn. Hóp bụng, thở ra từ từ, sau đó từ từ nâng hông lên cao, thắt chặt hậu môn và hóp bụng. Giữa yên, nín thở trong vòng 3 giây, sau đó thả lỏng, nghỉ ngơi 3 giây. Tiếp tục làm lại như vậy trong vòng 1 phút, hít thở sâu, hóp bụng và nâng hông. Co thắt hậu môn lại, lặp đi lặp lại, có thể tăng cường lực co bóp của cơ vòng hậu môn và thúc đẩy tuần hoàn máu. Đây cũng là cách nâng cao khả năng tình dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đại trực tràng hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn. 7. Xoay đảo mắt. Bạn nên duy trì động tác này như là một bài tập thể dục hàng ngày cho mắt. Quay nhãn cầu 30 lần theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, sau đó nhấp nháy 3 đến 5 lần mỗi giây. Xoay đảo mắt có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo tinh thần, làm mới bản thân, tăng cường các cơ mắt, giúp ngăn ngừa và điều trị viêm giác mạc mãn tính, lão hóa mắt và các triệu chứng khác. 8. Xương người, co duỗi tay chân. Nằm ngửa trên mặt phẳng, hơi ngả đầu ra sau, ưỡn ngực lên, chân tay dang rộng ra và vươn dài hết mức có thể, kéo căng toàn bộ cơ thể. Thông qua việc kéo giãn tay chân và toàn bộ cơ thể sẽ làm cho máu lưu thông nhanh hơn đến tứ chi, giúp bạn nhanh chóng tỉnh lại, đồng thời máu tiếp tục quay trở lại tim với tốc độ nhanh hơn, cung cấp khí huyết cho tim và não, giúp cho bạn phòng ngừa tốt các bệnh về tim mạch. Đây cũng là cách tăng cường sức khỏe gân cốt, xương cơ đều trở nên linh hoạt hơn. 9. Trà sát bàn chân. Bạn có thể nằm hoặc tốt nhất là ngồi, xoa hai chân vào nhau hoặc xoa bóp mát xa chân cho đến khi bàn chân nóng lên. Thực hiện với lòng bàn chân và toàn bộ vùng chân trong khoảng 1 phút. Vì dưới lòng bàn chân có huyệt dũng tuyền nổi tiếng. Đây là điểm khởi đầu của trung tâm kinh tuyến thận. Huyệt này có tác dụng làm dịu các dây thần kinh, làm mới não bộ, giúp tỉnh táo nhanh, làm thông các giác quan, mở các lỗ trên cơ thể để đón khí mới, ổn định tâm thần và sức khỏe. 10. Vặn mình. Bạn nằm ngửa trên giường, sau đó lật người sang trái rồi sang phải, xoay vai, hông, eo, lật qua lật lại nhẹ nhàng cho cơ thể vận động trong 1 phút. Động tác này có thể làm cho các khớp cột sống và lưng cũng như cơ bắp trở lại hoạt động đầy đủ và hoàn thiện sau một đêm dài nghỉ ngơi. Khi ngủ, cơ bắp sẽ cứng lại, vận động này sẽ giúp cho cơ thể mềm mại trở lại. Kiên trì thực hiện trong thời gian dài sẽ có tác dụng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Từ xưa đến nay, hầu hết chúng ta đều biết đến tác dụng của việc tập thể dục, tăng cường sức khỏe vào buổi sáng. Tuy nhiên, lại thường mắc một số sai lầm khi tập thể dục làm giảm hiệu quả, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe. Tập thể dục quá sớm. Việc thức dậy quá sớm để tập thể dục ngoài trời là không tốt. Khi bạn tập thể dục vào lúc quá sớm, mặt trời chưa kịp hé, nhiệt độ còn thấp, màn xương đang còn bao phủ, rất không tốt cho sức khỏe của cơ thể. Vào sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời thấp
dễ khiến cho cơ thể gặp lạnh đột ngột, làm cho các mạch máu co lại. Không những thế, sương mù thường rất độc hại cho cơ thể. Tốt nhất hãy tập thể dục khi mặt trời đã bắt đầu mọc và có sự điều chỉnh hợp lý theo sự thay đổi của thời tiết các mùa. Tập thể dục quá muộn. Nhiều người có thói quen tập thể dục trước khi đi ngủ, nhưng thực tế tập thể dục trước khi đi ngủ sẽ khiến thân nhiệt tăng lên, nhịp sinh học cơ thể bị xáo trộn, làm cho khó ngủ, giấc ngủ chập chờn, không sâu giấc. Do vậy không nên tập thể dục hay vận động mạnh trước khi đi ngủ. Tập thể dục không đều. Tập thể dục không thường xuyên sẽ khiến cho hiệu quả tập luyện bị giảm sút, cơ thể mệt mỏi, không làm tiêu hao mỡ thừa, dễ gây chấn thương. Thường xuyên thay đổi bài tập. Chăm chỉ tập thể dục như thường đứng núi này trông núi nọ, không kiên trì với một bài tập nào đó trong một khoảng thời gian nhất định để đem lại kết quả cho cơ thể. Thay đổi thường xuyên các bài tập cũng là một cách để làm mới và tạo hứng thú trong tập luyện. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhiều bài tập trong thời gian ngắn khiến cơ thể chưa kịp thích nghi được những kích thích trong các bài tập thể chất. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng nếu bạn đã tiến hành tập thể chất, bạn phải gắn bó với bài tập đó ít nhất 8 tuần để nó mang lại kết quả. Tập thể dục quá sức. Bạn ham mê với môn thể thao nào đó nên bạn tập quá hăng say. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ vì lo sợ tăng cân nên đã tập luyện quá sức mỗi ngày. Dù bất kỳ lý do nào, tập luyện quá sức có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể như căng cơ, gãy xương, mệt mỏi, chán ăn. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo rằng bạn chỉ nên hoạt động thể chất tối đa là 60 phút mỗi ngày. Tập thể dục khi đói. Tập thể dục khi bụng quá đói sẽ khiến bạn hoa mắt, chóng mặt, dễ ngất xỉu. Bạn có thể ăn nhẹ trước khi đi tập luyện, nhưng lưu ý, sau khi tập thể dục xong, bạn cũng không nên ăn quá no ngay, bởi như vậy sẽ không tốt cho dạ dày. Tập thể dục sau khi ăn no. Khi ăn no, máu trong cơ thể sẽ tập trung đến dạ dày và một số bộ phận khác để thực hiện chức năng tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng vào cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn tập thể dục trong lúc này, sẽ khiến nhịp sinh học ổn định của cơ thể bị rối loạn, gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chuột rút, đau bụng. Thức ăn không tiêu hóa được sẽ khiến bạn rất khó chịu và không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Tình trạng này nếu diễn ra trong một thời gian dài sẽ gây viêm loét dạ dày và các bộ phận của hệ tiêu hóa rất nguy hiểm. Chính vì vậy, hãy tập thể dục ít nhất sau khi ăn 2 tiếng để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Vẫn cố gắng tập thể dục khi đang bị sốt hoặc có các triệu chứng khó chịu như ho khan, viêm họng, cơ thể mệt mỏi, chảy nước mũi là điều rất nguy hiểm. Nếu tập thể dục trong giai đoạn này có thể khiến cơ thể bị mất nước và mất nhiều thời gian cho việc phục hồi sức khỏe. Người mắc những chứng bệnh mãn tính hoặc những bệnh nguy hiểm như suy tim, hen suyễn thì cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi định áp dụng bất cứ bài tập thể dục nào để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe. Không bổ sung nước khi tập luyện. Tập ra nhiều mồ hôi nên cần bổ sung giúp cân bằng lượng nước bị mất, da rẻ không khô nẻ, không uống nước có cồn, có ga vì sẽ làm nhão cơ bắp nhanh hơn. Phân tâm trong lúc tập luyện. Nhiều người có thói quen vừa tập luyện vừa nhắn tin, gọi điện thoại, thậm chí mải suy nghĩ một công việc nào đó sẽ khiến bạn bị phân tâm trong quá trình tập luyện. Điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia, để tăng hiệu quả và giảm thiểu những rủi ro chấn thương, chúng ta nên tập trung vào bài tập.
tắm nước lạnh sau khi tập thể dục. Khi đó chúng ta dễ bị cảm lạnh do thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, vì thế chỉ nên tắm nước ấm sau khi tập. Nước ấm giúp cho cơ thể sảng khoái hơn và là liệu pháp tốt với não bộ, giúp tỉnh táo và nhanh nhẹn hơn trong các hoạt động tiếp theo.